Chào cả nhà nhá, mình là Thu Thủy Trần ở bên Trái Cây Quý Mộc. Đây mình vừa mới làm cái một cái ly táo đỏ, đây là táo đỏ MV để làm quà tặng Giáng sinh. Thì Giáng sinh thì cũng đang đến gần đúng không các bạn? Chỉ còn khoảng hôm nay là ngày 16, khoảng hơn một tuần nữa là chúng ta đã đến Giáng sinh rồi. Và một cái táo đỏ MV là được rất là nhiều người chọn ở trong cái dịp lễ Giáng sinh. Tại vì cái màu, cái thứ nhất là cái táo MV là cái táo nó rất là ngon và nó có thương hiệu rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Và cái màu đỏ của táo nó cũng là cái màu của cái màu Giáng sinh, màu gọi là màu chủ đạo của Giáng sinh là màu đỏ. Ở đây thì mình cũng chọn trang trí thêm những cái quả trâu màu đỏ này, màu xanh lá cây, màu vàng. Và những cái dây nơ mình cũng chọn cái tông của Giáng sinh. Như vậy thì nó sẽ làm cho món quà thêm xinh đẹp và thêm lung linh hơn. Nó là một cái món quà tặng nó không những chỉ là ngon mà nó còn có được cái gọi là cái mãn nhãn đối với người nhận. Khi nhận được cái món quà như vậy thì rất là hài hà, rất là hạnh phúc khi nhận được món quà đẹp như vậy. Nhưng mà đồng thời cái quan trọng nhất là cái quả táo bên trong thì chúng ta phải có năm cái yếu tố, năm cái tiêu chí để chúng ta chọn táo ngon để chúng ta làm cái quà tặng trong đêm Giáng sinh. Thứ nhất á, là khi mà muốn chọn được táo ngon thì chúng ta phải nhìn cái màu sắc của táo. Đây là táo MV như bạn, thì các bạn nhìn cái màu sắc của táo rất là tự nhiên, đỏ một cách rất là tự nhiên. Và táo MV là một cái loại táo mà nó có cái sọc vàng trên cái nền đỏ. Các bạn nhìn thấy nó có những cái phần vàng, nó rất là tự nhiên như thế này, màu đỏ mà nó sọc vàng. Đó. Da thì da trơn đệ, da nó sáng đều, nó trơn, nó bóng chứ không có bị cái vết một cái màu khác, tức là nó màu đỏ mà nó sọc vàng, màu bóng và màu nó tươi sáng. Các bạn nhìn cái màu nó tươi nhé, màu nó tươi và nó sáng như thế này đó. Đấy, thế là thứ nhất là chúng ta nhìn cái màu của táo và chúng ta biết là táo nó tươi mới. Thứ hai là cái độ táo nó phải có cái độ giòn. Như các bạn đã biết là những người rất là sành ăn táo là họ chỉ cần ăn cái táo giòn hay không là họ cái độ ngon nó ở cái chỗ độ giòn của cái táo. Thì chúng ta muốn thử cái táo nó giòn hay không thì chúng ta dùng cái tay chúng ta búng nhẹ vào quả táo, nếu mà nghe cái âm thanh nó phát ra nó rõ và nó giống như nó có cái độ nảy ấy, thì táo rất là giòn. Để mình thử nhá, các bạn nghe không ạ? Các bạn nghe không, quả táo chích này không, nó đậy, nó búng, mình búng vào và nó có cái phản lực vào lại và chúng ta nghe cái tiếng rất là rõ đó. Như vậy thì quả táo nó còn rất là mới và nó là giòn. Ăn táo phải giòn nó mới ngon. Những người sành ăn là họ lúc nào họ cũng chỉ chọn táo giòn thôi. Thứ ba là chúng ta nhìn cái vỏ của táo, nó không có những cái rỗ, những cái màu sậm đỏ mà sậm một cách bất tự nhiên đó. Hoặc là chúng ta bóp vô mà nó bị chảy nước ra, cái chỗ này là nó bị dập rồi thì nó sẽ không ngon. Đó là cái tiêu chí thứ ba. Cái tiêu chí thứ tư là cái hương thơm của quả táo các bạn. Khi các bạn mà cầm và khi các bạn làm, các bạn cầm quả táo lên như thế này là các bạn cảm nhận cái hương thơm. Cái táo MV này nó có một cái hương thơm rất là đặc trưng và nó rất là thơm, bởi vì chúng ta chỉ cần để như thế này là chúng ta đã cảm nhận được cái hương thơm. Như vậy thì cũng chỉ là chúng ta làm nguyên một cái giỏ táo, nguyên một cái ly táo như thế này và chúng ta để cho một cái đêm tiệc Noel thì nó cái hương thơm nó tỏa ra, nó làm cho cái đêm Giáng sinh càng thêm coi như là ấm áp và thêm cái gọi là cái một cái hương thơm nó lan tỏa dịu dàng ở trong cái buổi tiệc Giáng sinh, nó rất là hạnh phúc luôn. Và cái hương thơm đó là của táo chín á. Cái táo chín nó mới ra được cái hương thơm như thế này nha. Nó có cái hương thơm nhẹ, nó dễ chịu lắm. Các bạn để cho một buổi tiệc thì là cái mùi đó, cái hương thơm nó tỏa ra là chắc chắn là mọi sẽ rất là happy đó. Và cái thứ năm nữa là khi các bạn chọn quả táo á, thì các bạn nhìn ở trên cái cuống ở đây này, cái cuống ở đây này, cái cuống mà nó còn cuống mà nó dính vào trong táo, trong quả táo á, thì mẹ cái này hàng lạnh mình lấy ra thì nó đang nước lạnh được phát ra. Thì đấy là nó là thứ năm mà chúng ta nhìn cái cuống như thế này thì nó còn rất là mới. Thì như vậy là táo rất là ngon. Thì đấy là cái chúng ta khi chúng ta chọn táo, thứ nhất bạn phải nhớ là thứ nhất chọn là màu sắc của táo, thứ hai là độ giòn của táo, thứ ba là chúng ta nhìn vỏ táo nó có chỗ nào bị sậm màu, nó bị chảy nước hay không, thứ tư là cái hương thơm của táo, hương thơm nha. Và cái thứ năm nữa là cái cuống nó còn tươi xanh, cái chỗ phần này nó còn tươi xanh thì các bạn nhìn thấy nó tươi xanh và nó còn cuống. Thì đấy là táo rất là ngon, táo MV rất là ngon. Táo MV là một loại táo gọi là ngon số 1 trên thế giới, nổi tiếng trên thế giới về cái hương vị thơm ngon, mà không có táo nào sánh bằng nó được. Cho nên là chúng ta làm quà tặng Giáng sinh thì đây gọi là một quà tặng Giáng sinh cao cấp, và nguyên một ly táo như thế này, và hay là chúng ta mới làm nguyên một giỏ như thế này thì đây là gọi là quà tặng Giáng sinh cao cấp. Và thường thường Giáng sinh thì trong đêm Giáng sinh là táo và cái champagne, chai champagne thường thường hay có mặt để chúng ta cùng
khui chai champagne và ăn 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 tiệc đêm của em, và sau đó là trắng nhưng miệng với những quả táo đỏ em vi thật là thơm ngon như thế này. Mình là Thu Thủy Trần ở bên Trái Cây Quý Mộc, rất là cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình ha. Các bạn cần thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại 0919770098. Mình sẵn sàng tư vấn cho các bạn để các bạn biết cách lựa táo MV như thế nào là ngon, như thế nào là chúng ta làm giỏ quà tặng thì làm như thế nào, nên làm bao nhiêu, rồi các cái vấn đề về các cái gì liên quan về quà tặng trái cây thì mình sẵn sàng chia sẻ cho các bạn để các bạn có những cái món quà thật không những chỉ thơm ngon mà nó còn phải đẹp mắt để tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân yêu, bạn bè hay là đối tác của mình, hay là những người mà mình hết sức yêu quý trong cuộc đời này, để trong dịp lễ Giáng sinh ha. Mình là Thu Thủy Trần, rất là cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ có thể Zalo mình số điện thoại 0919 77098. Mình cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn nha. Chào tạm biệt. Bye bye.